cá lồi quấn vô cành này quấn thành đều quái gì chứ. Bánh mì ăn lâu cái cành này cũng dính thằng kia thằng cha đó. Ồ, gọi con cá sát nó bự nè, dài như cá cha nha mày. Cha đội con cũng rảnh nè ông nội ơi đó. Chào mọi người, giờ này 10 giờ sáng mấy bạn. Bữa nay mình tính đúng ra là mình hẹn với thằng em mình đi câu cái quần lục bình, mà sáng mình mắc công chuyện mình không đi được, giờ này mới đi được nè, 10 giờ. Giờ này thì nước đang lớn mà cá nãy giờ không ăn uống gì chân mà mình tính dính hàng rồi mình mới quay cho bạn coi, nhưng mà không ăn không uống gì hết. Bữa nay thì hai cần bánh mì với một cần vẫn là mồi cua ốm câu cá cóc nha các bạn. Nước lớn mà sao nó nước lớn mà cũng có chảy nữa mà sao nó ăn yếu quá. Cá ở đây giờ nó ít hay giờ các bạn, công quá thì nhiều ít hay giờ. Qua đây bữa nay, lên đây bữa nay ông anh mình ông ngủ lên đây. Hôm qua thì mới giục con cá bự uổng quá rồi uổng. Bữa nay có lên thì phục thù các bạn ơi. Phục thù con cá cóc cỡ 2-3 kg được rồi. Nay câu chỗ mới vô cái quần này câu các bạn. Hôm qua thấy hôm đó câu dính trong cái quần này cá cóc bự quá bự, chắc còn con nữa, con đực con cái điên cặp á. Tính lên này mới quay mà anh kia bên kia mới dính con cá bự nữa các bạn. Để qua anh kia quay cho các bạn coi. Mới lên cá gì bự lắm. Này mới dính cái lẫn. Coi. Chỗ này ới đủ. Chỗ này hôm qua hôm kia em dính cá cóc 2/2 kg. Cành kia. Dữ lắm bự. Trời ơi trời, cá rảnh kìa ông nội ơi. Ôi trời, cá rảnh ra nửa ký á. Ít ăn mà ăn cái toàn là khổng lồ không á. Hái chiếc máy AC quá ta. AC. Sao? À bữa em đi chùm chiếm mà. À em đi câu nè, đâu câu đâu. Bên đây cũng có con chú câu nè. Ồ, cái gì ta? Ồ, cá cóc. Đâu rồi? Có chú ngồi đây câu đâu nè. Có mùi dế nè. Ồ, được con cá cóc bự nè. À, chú câu cá sát. Cóc này chắc cỡ 1 kg ngoài á. Cóc này chắc ký ngoài. Quá đã. Còn dế nghe ta. Dế là dính cá cóc nữa à. Cái đâu như dế dính cá cóc nữa chứ. Xác thấy con không bự không. Nước cũng đứng rồi. Đợi gồng luôn. Lữ cá chứ đâu. Tôm. Ừ, lữ tôm anh. Thiệt. Xác trong đây mà dính tôm càng đây bạn. Hại não không? Bó tay thì chứ. Thường thôi. Mới đi nhiều chuyện ông anh mình lên hàng nữa rồi. Ông bên kia dính cá cóc 1 kg ngoài rồi. Hay rồi, ký rồi à. 800g ký, còn tàu không 800g. 800g à. Ừ. Có nó cả ký. Tôm càng. Từ sáng tới giờ. Giờ này trưa 12 giờ luôn các bạn. Nước chuyển gồng chảy mạnh. Mình thấy anh đó câu dính tôm quá cái mình móc lại mình câu tôm. Lên được em tép nè. Cái có cũng vui các bạn ơi. Ồ dính cái này chắc chết quá. Ờ quên. Câu lữ không ngạnh nha các bạn. Này có dính cá cóc là không đường nào dính được nó. Nó quậy hồi giục lữ. Con đầu tiên hôm nay. Một con tép bạc. Trời trời đợi nãy giờ hai cần dính hết trơn kìa các bạn.
cá ngồi quấn vô cành này 400 gram quái đi chứ. Bánh mì ăn lâu cái cành này nó dính thằng kia thằng cha đó nhom nhỏ hả? Hôm qua vụ con tà bá bên bên bè bên đó dữ lắm bự luôn. Dạ dữ lắm bự luôn em nói cái cần em mà bữa ổng ăn nhét 4 kg mà em kéo lên á còn cá nó không dưới mà kéo không lên cứng vậy đó. Ê ê ê ê bự rồi có dạng đâu mà cái dãnh này vậy rồi cái cốc ủa tá cốc ăn bánh mì nữa hả ta vậy không để hôm qua cá cốc hôm qua cái câu bánh mì nữa hôm qua kêu hôm qua dướng rồi là nó không có gặn nữa em nghĩ cá nó mệt rồi tính chạy qua kêu ông xuống lặn giùm em mà không đi không chịu đâu có vợt đâu ê đồ rồi từ từ bắt gấp dữ đi nhỏ à. Ủa cái số gì ta số đồ chứ không được ăn cá cóc đi ông nội ơi thằng nào dính nó cũng giột chứ á ngộ thiệt ủa cóc ăn bánh mì hết rồi. Cá cóc mấy bạn, cá cóc bữa nay bự à, cá cóc chắc cỡ nửa ký à. Bó tay thì chết. Dở lên bướng cái bực lụm đứt dây. Chán thì chết. Trời câu không gà bữa nay mới biết cá cóc ăn mì các bạn. Bó tay thì chết, tính đâu cá dảnh Hugo rồi. Lên cá cóc nữa. Gặp cá cóc là mắc ghét rồi đó. Thiệt tình câu bánh mì kiếm cá dảnh, cá cóc nó cũng ăn. Còn cái lữ kia sáng giờ ngâm cá cóc thì nó không ăn. Xàm ghê đi chứ. Sáng giờ dính được con cá nó cũng bị giuột nữa. Mai mốt là binh lại vàng dây rồi sắm cây vợt luôn mấy bạn ơi. Quá chán nản rồi. Anh bên đây anh mới dính con dù đếm mấy bạn. Nên cầu anh kiếm dù đếm cuối cùng cũng dính rồi. Đồ đẹp 1 ký ngoài á. Hai con luôn, nãy cũng vô đếm nha. Ở trời vô đếm nó muốn nhỏ hơn có dảnh luôn kìa. Dảnh nè các bạn, trời trời cái gọng bự đó mà cá kìa. Giờ mình chết suối là biết liền. Kinh khủng thiệt chứ. Đợi mò thích ăn dính cá liền. Mì nãy giờ không ăn. Con bây giờ. Trời đất ơi là trời. Chứ. Để khô gan vậy đó ha. Dạ nó ẩm ẩm. Ừ. Mưa xuống cái dính đường con cá dảnh hết sức bự không à. Con cá dảnh đầu tiên hôm nay luôn. Quá buồn. Nãy giờ đổi mồi đó, húp húp được mấy cái mất tiêu luôn. Không em nói anh mưa xuống cái là nó hút liền không? Lẹ qua anh kia đầm cũng thốt lắm mà đầm mẹ lúc buồn con keo rồi xét nái nái kìa mưa xuống cái nó ấm lại tí xíu cái nó quất liền hồi rồi con dảnh kìa dảnh này bằng dảnh này chắc bằng dảnh của ông nãy á bằng dảnh của ông ngồi bằng luôn á chưa ông kia mập hơn bự hơn dài hơn rồi trời cái dảnh nè hai con của dảnh bữa nay gặp hai con dảnh Hugo mưa xuống chút xíu đậu nước ăn nước ấm ấm lại bắt đầu ăn liền gì cầu vô mưa lớn cái đi rồi nó quất liền rồi mưa vừa nói dính này vậy ủa giống dính cá quá vậy nhỏ à đừng có tép nữa rồi nha ồ được
Con này được. Dính không? Thấy quéo cả đầu. Lên hàng. Tiếp tục rồi, em cảm ơn luôn. Một thức ăn này nó lâu hơn bánh mì vậy ta. Để dưới nó nở. Bánh mì nó nở rồi cũng mau hơn. Ê, ê. Tự dục luôn thấy không? Lên hàng. Thức ăn duyên các bạn. Đấy các bạn. Thức ăn duyên rồi nè. Mà mấy chú mấy anh đây câu là thức ăn duyên bự hơn các bạn. Thức ăn duyên mà hình như là 45 đạm mà thức ăn cho ếch á. Còn này là thức ăn duyên này cho cá ăn ở đây các bạn. Mình thấy nó mềm mình móc luôn. Mấy bữa cứng mình không móc được. Móc cái này thì nó khỏe lắm các bạn. Móc móc vô cái thả đại à. Xuống nó nở rồi cá nó ăn à. Bánh mì thì Hugo mà cái này nó cũng dính đủ thứ luôn. Mình móc từ lưa ở dưới hết trơn. Ủa mới ục kìa bạn, thấy gì chưa? Ục ngay chỗ đó là thua rồi. Không dám đút vô nó đâu, nước nó đang chảy vô bè bạn. Dính nó chạy vô bè cũng như không. Ngày này cái ông câu dính dãnh Hugo ổng về các bạn. Ông anh mình cũng về luôn, ổng cũng dính được con dãnh Hugo luôn. Mình thì xí đú, dính con cóc cũng bị ruột nữa. Gán ngồi đợi nước nước chuyển lớn các bạn, săn Hugo các bạn. Để vô. Hôm qua đây anh bắt ra tội con rảnh nè ông nội ơi. Đó. Rảnh nó nửa ký. Trời con rảnh bị lớn nửa ký mà. Ông ca ông Thịnh ông nói dính 800 gram. Bự quá luôn. Cho bán mấy con cá lô kiến cho nó kìa này ra ngoài mình chụp. Đổi cá lô kiến hả? Bán cho nó rồi ông tưởng bán cho ai rồi ông la ông không cho à. Bán cho nó còn cháu nữa. Rồi. Kìa. Dính này kìa. Ý. Lên hàng lên hàng. Thấy lên tim lên tim. Lên hàng lên hàng. Vẫn là tiệt chiêu kẹp đùi vẫn thôi. Thấy dảnh nhỏ không? Thấy lên tim là biết nó đang ăn rồi các bạn. Cái dãnh Hugo nè. Hugo dãnh. Thôi rồi chút xíu. Kệ có được rồi. Có để hay không. Thấy cái cần câu động động cái mình qua mình dở thử cái dính nè. Ghê không? Thì ghê không? Ok bạn coi kìa, okay, kìa. Bánh mì dãnh Hugo mấy bạn ơi, dãnh Hugo mấy bạn ơi. Wow, dãnh Hugo, Hugo nghe. Sướng, 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 sướng. Nước mà chuyển lớn lại đây là Hugo ăn bánh mì luôn các bạn. Nước mà chuyển lớn cái là Hugo đây ăn bánh mì luôn rồi. Bị Hugo quất mấy lần nè, bữa nay cần này nè, thử Hugo ăn thử coi.
nãy giờ để dành bánh mì á. Lên hàng, chuẩn bị lên hàng. Bánh mì lên hàng mấy bạn ơi, bánh mì lên hàng. Thằng nhỏ dính nữa các bạn. Gỡ con cá sát nó bự nè, dài như cá cha nha mày. Còn cá sát nè mày, dài thòn, con này mà mập lên là đã lắm đó, dài thòn như con cá cha con rồi. Còn nhỏ dính nữa các bạn. Giờ này dính cái xác cành cành không mấy bạn. Hồi coi con nè. Giờ này dính cái xác nái nái không nè. Giờ này cần nhỏ phát huy tác dụng mấy bạn. Đụng Hugo không à. Hugo, Hugo xác mà nó ốm quá mấy bạn ơi. Giờ này cần nhỏ phát huy tác dụng rồi nè các bạn. Lên con cá sát chà bá nữa nè. Quá im. Cá sát cành cành các mấy bạn. Miếng bánh mì cuối cùng mấy bạn ơi. Tình mấy mày cuối cùng của tôi. Về mấy bạn ơi. Miếng hai miếng bánh mì cuối cùng có nó ăn nhẹ cái nó nhả mất tiêu. Về luôn. Tối rồi. 6 giờ mấy rồi. Thành quả thì về mình đổ ra thau rồi mình quay cho mấy bạn coi nha. Còn bánh mì là mình ngâm nữa đó. Mình thấy hết bánh mì các bạn. Rồi mấy bạn coi cá cha vậy các bạn. Mình tính đâu cô phi không à. Cá cha nổi trắng đầu quá trời kìa. Tính đâu cô phi không. Cô phi rồi, cô phi nè. Cô phi mấy mương này về. Không biết nó hao hụt thức ăn không. Giờ về nhà khoe thành quả nha các bạn. Chào mấy bạn nha. Về tới nhà nha các bạn. Bữa nay chắc được ký ngoài cá không được cỡ ký cá à. Các bạn coi cá sát nè, các bạn nghĩ cái con cá sát này mà nó mà mập một cái ha,
nó vừa vừa dậm y như con cá cha con, nó dày hòn như nè, tại nó đối mồi vậy mấy bạn nè. Trời ơi trời, cá sát nè, đóng nhôm bụng nè, này nó bụng nó bự ngọc cái thì thôi, con cá sát chắc trên 100g luôn, dính được 3 con cá sát luôn bạn, càng nhỏ không, nó phải bè như cá này nè, nhìn một cái là phê luôn, cá sát hồ đã được 2, 4, 6, 8, 9 con cá rảnh, 9 con cá rảnh mà hình như có 1 con 2 con thì mình không có quay clip tại vì nó để cần ở xa nè. Lúc này được con Hugo rảnh, con này chắc 50g, trên 50g, hổm gà mới dính được con bự vậy đó, như được con này là con tép, được con tép. Nói chung bữa nay cũng thành công mấy bạn ơi, không có Hugo nhiều nhưng mà thành công, có cá rồi, mấy cá chẽm này mình làm chả rồi, còn cá sát này kho ăn, kho 3 con kho đủ ăn rồi, bao ngon. Mình kết thúc video tại đây luôn nha, hẹn mấy bạn trong một clip khác nha.